Nhân lời TK mến chào quý cô chú bác anh chị, rất vui khi gặp lại quý cô chú bác anh chị. Cảm ơn sự ủng hộ của quý cô bác anh chị gần xa trong thời gian qua đã luôn đồng hành và ủng hộ bên em. Hôm nay em có về lô trang gồm hồng phấn xưa, đỏ thái siêu bông, vàng siêu bông và một số cây cam. Cây số 1 cao 50, lá ngang 40, hoành thân là 7. Cây số 1 có giá 300.000. Em bao ship toàn quốc cho quý cô chú bác anh chị. Em thấy giá hạt rẻ luôn, hồng phấn để bàn quý cô chú bác anh chị. Cây số 2 cao 60, bán ngang 40, hoành thân là 8. Cây số 2 có giá 300.000. Số điện thoại liên hệ của em là 0947 447 442. Em tên Ngọc Huyền, cũng là số Zalo của em. Số điện thoại của em có ghi trên miêu tả của kênh. Cây số 3 cao 40, bán ngang 40, hoành thân em biết cô chú bác anh chị. Hoành thân em lấy 9. Hoành thân 9. Cây số 3 có giá 300.000. Trang hồng phấn để bàn. Xin cho biết cô chú bác anh chị. Rất là gọn luôn, siêu bông luôn nha. Cây đang chuẩn bị nhiều ra, thật là nhiều hoa luôn á. Cao cây số 4, cao 50, tán ngang 40. Hoành thân là 6. Cây số 4 có giá 300.000. Em bao phí vận chuyển toàn quốc cho quý cô chú bác anh chị. Đi ra xuống. Cây số 5 cao 40, lá ngang 40. Hoành thân là 6. Cây số 5 cũng có giá 300.000 luôn quý cô chú bác anh chị. Em lô hồng phấn xưa này em chỉ có mấy cây thôi. Quý cô chú bác anh chị mình chơi để bàn. Đẹp xuất sắc luôn ạ. Lô này rất ít nha. Cây số 6 cao 40, tán ngang 40, hoành thân 6. Cây số 6 có giá 300.000. Em bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú bác anh chị luôn. Cây số 7. Cây số 6 là trang hồng phấn em hết rồi nha quý cô chú. Mình chỉ có, em có 6 cây thôi. Giờ em sẽ lên cây đỏ thái. Đỏ thái quấn củ luôn, củ đế luôn. Để siêu bông luôn. Ôi, đỏ đỏ cao khoảng 1 mét, tán ngang 60, cỡ 7-80 em lấy 60 em khoảng vậy thôi. Hoành thân là 9. Cây số 7 có giá 600.000. Em bao phí ship toàn quốc, củ đế đẹp như quý cô chú bác anh chị. Về môi đế lên giùm em ạ. Đo ngang đi nè. Ừ, ngang mặt ấy thôi hoài. Hoành thân nhiêu? Hoành thân 14. Đo cây số 8 cao 80, tán ngang 70 70. Ủa, à mới vậy. Hoành thân 12. Cây số 8 có giá 600.000. Siêu bông cái trang đỏ thái quý cô chú bác anh chị. Cây số 9 cao 70, tán ngang 70, hoành thân là 11. Củ đế khoảng 30 nha quý cô chú bác anh chị. Cây số 9 có giá là 600.000. Cây số 10 cao 80, bán ngang 70, hoành thân là 12. Củ đế khoảng 20-30 quý cô chú bác anh chị. Về môi lên giùm em ạ. Cây số 10 có giá 650.000. Cây số 11 cao 1 mét, tán ngang 70, hoành thân lớn như cô cháu. Hoành thân là 11, củ đế luôn. Cây số 11 có giá 650.000. Hàng hiếm luôn nha quý cô chú bác anh chị. Em còn số ít thôi à. Cây số 12 cao tầm 1 mét, tán ngang 60,
Hoành thang 12. Cây số 12 có giá 650.000. Em bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú bác anh chị luôn. Cây số 13, cao 80, tán ngang 70. Hoành thang là 10. Cây số 13 có giá 650.000. Siêu bông tàn đều luôn. Rất đẹp luôn quý cô chú bác anh chị. Cây số 13 có giá 650.000, em bao phí ship toàn quốc ạ. Cây số 14, cao 1m, tán ngang 60. Hoành thang là 10. Cây số 14 có giá 650.000. Cây số 15 cũng là cây đỏ thái luôn nghe quý cô chú bác anh chị. Cây số 15 cao 80, tán ngang 80. 70. 780 quý cô chú bác anh chị. Hoành thang là 12. 13 em lấy 12 luôn. Cây số 15 có giá 650.000. Giá hạt dẻ, giá lung linh. Đây. Cây số 15 có giá 650.000 luôn ạ. Trang vàng lá nhỏ, siêu bông. Một cốt nhiều thân luôn nha quý cô chú bác anh chị. Cao khoảng 70, tán ngang 780. Hoành thân là 13. Cây số 16 có giá 400.000. Em lấy giá hạt dẻ cho quý cô chú bác anh chị, mình dễ chơi luôn ạ. Cây số 16 có giá 400.000, em bao phí ship toàn quá. Cây số 17, cao 70, tán ngang 80, tầm 890 nha quý cô chú bác anh chị. Hoành thân là 11. Thăng một cốt luôn, siêu bông luôn. Để bàn được luôn. Cây 17 có giá 400.000. Em bao phí ship toàn quốc luôn. Cây số 18, cao 70, tán ngang 890 đến 1m nha quý cô chú bác anh chị. Hoành thăng là 12. Cây số 18 có giá 400.000 cho trang vàng lá nhỏ luôn. Siêu bông luôn. Cây số 19, cao tầm 670, tán ngang 9 đến 1m, 90 đến 1m nha quý cô chú bác anh chị. Hoành thăng là 10. Hoành thăng là 15. 16 em lấy 15 cho quý cô chú bác anh chị, mình dễ chơi luôn. Cây số 19 giá hạt dẻ 400.000 luôn. Cây số 19 có giá 400.000. Trang vàng siêu bông luôn nha quý cô chú bác anh chị. Lô này hiếm, em còn ít thôi em bứng vậy. Cây số 20, cao 80, tán ngang tầm 8-90 đến 1m nha quý cô chú bác anh chị. Hoành thăng là 14 ạ. Cây số 20 cũng có giá 450.000. Cây số 21, cao 70, tán ngang 8-90. Hoành thăng là 12, em lấy 11 cho quý cô chú bác anh chị mình luôn. Cây số 21 có giá 450.000, trang vàng lá nhỏ siêu bông luôn nha quý cô chú bác anh chị, để bàn được luôn. Em bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú bác anh chị ạ. Cây số 22, cao 70, tán ngang 8-90. Hoành thăng cây này to nha. Hoành thăng là 13. 14 em lấy 13 cho quý cô chú bác anh chị luôn. Cây 22 có giá 400.000. Em bao phí vận chuyển toàn quốc ạ. Cây số 23, cao 80, tán ngang tầm 90 đến 1m. Hoành thăng là 12. Cây số 23 có giá 400.000. Trang vàng lá nhỏ xinh lung linh nha quý cô chú bác anh chị. Lô này em có mười mấy 20 cây thôi. Rất hiếm luôn ạ. Rồi, cây số 24, cao 70, khoảng 70 nha Hoành, tán ngang 8-90. Hoành thăng là 12.
Cây số 24 có giá 400.000. Số điện thoại liên hệ của em là 0947447442. Em tên Ngọc Huyền, số điện thoại cũng là số Zalo của em luôn quý cô chú anh chị. Cây số 25 cao 60, bán ngang 70. Hoành thân là 11. Cây số 25 có giá 400.000, giá hạt rẻ dễ chơi luôn. Em bao sống bao ship toàn quốc cho quý cô chú bác anh chị ạ. Cây số 26 cao 70, tán ngang 8-90 tới 1m cho quý cô chú bác anh chị. Em tầm khoảng thôi, thân là 11. Cây số 26 có giá 400.000. Em bao phí vận chuyển toàn quốc cho quý cô chú bác anh chị luôn, bao sống bao ship. Cây số 27 cao 70, bán ngang 8-90. Hoành thân là 13. Cây số 27 có giá 400.000, trang vàng lá nhỏ luôn. Siêu bông, trang siêu bông luôn, xinh lung linh, xuất sắc như quý cô chú bác anh chị. Em tay chọn giùm em lên cam. Đây là cam, cam siêu bông luôn. Cây số 28 cao tầm 60, tán ngang 70. Hoành thân là 13, em lấy 12 cho quý cô chú bác anh chị mình dễ chơi luôn. Cam cà chua nha quý cô chú bác anh chị, cây số 28 có giá 400.000. Cây số 29 cao 670, tán ngang 780. Hoành thân là 10. Cây số 29 cũng có giá 400.000 luôn quý cô chú bác anh chị, giá hạt rẻ luôn. Bác anh chị nào về chồng cũng lấy. Quý cô chú bác anh chị nào nhận hàng do là em bao em vận chuyển xa cho nên ra lá nó sẽ hơi rụng, bớt lá già để mà ra mầm mới. Quý cô chú bác anh chị mình đừng có sợ nha, vậy cứ bỏ bầu ra và tưới cho em là cây sẽ tốt. À, cây số 30 cao tầm 780, tán ngang 90 đến 1m. Hoành thân là 15, em lấy 14 cho quý cô chú bác anh chị mình luôn. Cây số 30 có giá 400.000, cho màu cam luôn, cam cà chua. Rồi em lên cây đỏ một cốt luôn, rễ quán cũ luôn nghe quý cô chú bác anh chị. Cây 31 cao 80, tán ngang 70. Hoành thân là 11, về môi cũ lên giùm em. Cây số 31 có giá là 500.000, 500.000 cho cây số 31 luôn, trang thái đỏ siêu bông. Cây số 32 cao 80-90, tán ngang 7-80. Hoành thân em đo ở vị trí này là 10 nha quý cô chú bác anh chị, nhưng mà nó là mười mấy 20 luôn, 15, 14, 13 luôn á, cũ khoảng tầm 30. Cây số 32 có giá là 550.000 luôn, giá sinh viên luôn. Cây số 33 cao tầm 8-90, tán ngang 7-80. Hoành thân ở vị trí này là 11. Cây số 33 có giá 500.000. Lô trang đỏ này toàn là một cốt củ đế luôn nghe quý cô chú bác anh chị, rất hiếm luôn ạ. À, cây số 33 cao 8, cây số 35. Cây số 35 cao khoảng 80, tán ngang 7-80. Hoành thân to nha quý cô chú bác anh chị. Hoành thân 11, ở vị trí này 12 em lấy 11 luôn. Cây số 35 có giá 550.000. Em bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú bác anh chị mình luôn. Cây số 34 cũng là cây cuối cùng của clip này. Ngược cao khoảng 70, tán ngang 7-80. Hoành thân là 13. Cây số 34 có giá 450.000. Em xin kết thúc clip. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô chú ba anh chị clip sau.